Dạ, em Ngọc Tâm đất cần duộc Gia Rẻ xin kính chào toàn thể quý anh chị có mặt trên kênh YouTube Ngọc Tâm nha. Thì hiện tại là Tâm đang có mặt tại cái đoạn đường chùa Thiên Mụ nha quý anh chị, thuộc ấp Lộc Hậu, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An nha. Thì cái phía trước mặt của quý anh chị là mình thẳng ra cái đoạn đường tỉnh lộ 85A nha. Thì vào độ tầm khoảng chừng 800 đến 1 km thôi. Và khi mình ra được tỉnh lộ 85A rồi mình rẽ trái á, thì mình đi về trung tâm hành chính xã, thì cách ra cái đoạn đường chùa Thiên Mụ này á, tầm khoảng chừng 50m thôi là mình tới trung tâm hành chính của xã Mỹ Lộc ha. Rồi mình thẳng ra tầm khoảng chừng 2 km đến 2,5 km nữa thôi là mình ra tới chợ Cần Duộc nha quý anh chị. Đó, ở ngoài đó là trung tâm hành chính huyện Duộc luôn. Và khi mình ra ngoài đó có mình đi qua cái một cái ngã tư là gọi là ngã tư Gia Bảo ha. Thì mình giao nhau giữa đoạn đường tỉnh lộ 85A và cái đoạn đường tuyến tránh quốc lộ 50. Thì ra tới đó thì mình rẽ bên tay trái thì mình về khu công nghiệp Phu Lu nè, cầu Ông Thình, đoạn đường ngã tư Nguyễn Văn Linh rồi bến xe quận 8 ha. Thì vào độ tầm khoảng chừng 17 đến 18 km thôi. Còn khi mình ra được đường tỉnh lộ 85A rồi, mình rẽ bên tay phải thì mình về tỉnh lộ 826 ngã tư Sà Đôi, thì vào độ tầm khoảng 3 đến 3,5 km nha. Và khi mình lên ngã tư Sà Đôi rồi á, mình rẽ trái mình về chợ Kiến, chợ Đào, chợ Cần Đước. Còn mình rẽ phải thì mình về đi ra quốc lộ 1A, chợ Bình Chánh nha. Còn mình thẳng luôn á thì mình đi về chợ Gò Đen. Đó. Còn cái phía ngược lại này quý chị. Cái phía ngược lại thì theo cái tuyến đường chùa Thiên Mụ này á, thì mình thẳng ra đây, mình thẳng luôn á thì vào độ tầm khoảng chừng 1 km đó thôi là mình ra tới đoạn đường Mỹ Lộc Phước Hậu ha. Đó, và khi về ra Mỹ Lộc Phước Hậu rồi mình rẽ trái thì mình về tỉnh lộ 85B, còn mình rẽ phải thì mình ra ngay tuyến tránh quốc lộ 50 ngay chân cầu Cần Duộc luôn. Đó. Rồi hôm nay Tâm đứng tại cái vị trí này để Tâm giới thiệu cho quý anh chị là một sản phẩm nhà ở nha, với một cái giá rất là hấp dẫn luôn. Đó, xung quanh thì nhà cửa ở đây rất là nhiều luôn ha. Đó. Ở đây thì có một cái nhà vườn ha. Còn cái nhà mà vị trí nhà mà Tâm muốn giới thiệu quý anh chị ngày hôm nay thì mình đi vào đây. Mình đi vào cái đoạn đường bê tông 2,5 m này ha. Và cái căn nhà của mình nó cách cái đoạn đường chùa Thiên Mụ thì vào độ tầm khoảng chừng 20m thôi. Đó, và đường trước phần cái nhà của mình là đường 2,5 m, cho nên là sẽ hơi có thể là mặt tin 4 chỗ nhỏ nhỏ mình chạy vào được ha. Hoặc là xe ba gác thì rất là ok luôn. Đó. Và cái giá mà nhà mà chủ đưa ra là 1,450 tỷ nha quý anh chị. Đó. Nhà nóc thái còn mới hoàn toàn tầm khoảng 97 đến 98% ha. Đây, đây là cái vị trí căn nhà. Từ cái vị trí đường chùa Thiên Mụ thì vào căn nhà này tầm khoảng chừng 20m thôi. Rất là gần quý anh chị. Đó. Đây. Và diện tích căn nhà là 93m ha. Đất thổ sổ riêng. Đó, đây là vị trí căn nhà nè. Rồi, trước khi vào để giới thiệu chi tiết hơn về căn nhà này á, Tâm sẽ quay xung quanh cho quý anh chị mình xem là khu vực mình nhà cửa nhiều như thế nào ha. Thì ở khu vực này Tâm thấy là khu nhà ở này cũng khá là đông quý anh chị. Có rất là nhiều nhà liền kề ở đây luôn. Đó, bên đây thì có hai căn nữa nè. Căn của mình là căn đầu tiên ha, rồi thêm hai căn nữa. Rồi bên đây thì có thêm hai căn nữa nha. Thì ở khu vực này thì có rất là nhiều lô đất ở đây. Thì được khách về mua xong rồi xây nhà ở đây luôn ha. Nhưng mà ở đây thì chủ không còn nhu cầu để ở nữa, cho nên là sang nhượng lại cho quý anh chị mình để mình về mình mua mình ở hoặc mình đầu tư cũng rất là ok với cái giá này ha. Đó. Ở đây thì cái đoạn đường này mình đứng đây thì mình thấy được cái đoạn đường chùa Thiên Mụ ngoài đây luôn, rất là gần ha. Đó, bên đây người ta cũng mua nhà rồi về người ta ở nè. Đó. Đó, rất là nhiều nhà ở đây. Rồi bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào để Tâm giới thiệu chi tiết hơn về căn nhà này cho quý anh chị mình xem nha. Thì tổng diện tích căn nhà này là 93m², đất thổ sổ riêng ha. Đó. 93m² đất thổ sổ riêng. Và địa chỉ nhà mình đây là ấp Lộc Hậu, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An nha quý anh chị. Và với diện tích thực tế là ngang 5m ha, tính từ vị trí này thì chủ đã xây full đất luôn rồi. Đó, qua bên vị trí này là 5m và chiều sâu vào là 18m6 nha quý anh chị. Đó, và hướng nhà mình là hướng chính bắc ha. Thì Tâm được chủ gửi bán căn nhà này với giá là 1,450 tỷ, một cái giá rất là yêu thương và cực kỳ hấp dẫn trong thời điểm hiện nay luôn ha. Thì hiện trạng ở khu vực này, nếu mà một căn nhà ở khu vực Lộc Hậu này thì dao động tầm khoảng chừng 1,5 tỷ đến 1,650 tỷ nha. Nhưng mà cái chủ nhà này kêu với giá cực kỳ sát luôn, 1,450 tỷ cho quý anh chị về mình mua mình đầu tư lại hoặc là mình ở thì cũng rất là ok ha. Đó. Rồi, thì căn nhà mình thì nhìn xung quanh thì chủ đã làm hàng rào kiên cố hết rồi. Về thì mình cứ xách ba lô ở vào ở ngay và liền ha. Đó, ở sân trước này á, cái phần sân trước này á thì chủ lót gạch trống trơn ha. Đó, lót gạch trống trơn.
Ở khu vực sân trước này cũng khá là rộng quý vị, cũng khá là rộng. Xung quanh thì chủ làm hàng rào kiên cố, và cái cửa sắt vào cổng mình á là cửa sắt ha, được tiết tấu là quý chị, chủ sơn một cái màu đen nha quý chị, cho nên là nó không có dơ máy ha, sơn màu đen thì nó không có dơ đó. Đó, rồi hai bên đây thì có hai cây cột cửa vào ha. Đó, rồi Tâm sẽ dẫn quý anh chị vào mình vào phòng khách nha. Thì ở dưới cái phần ở dưới đây thì chủ nó gạch bóng kính nha quý anh chị. Còn cửa vào căn nhà này là cửa sắt và kính cường lực ha, được sơn màu màu trắng nè. Đó. Thì vào căn nhà này cái phần phòng khách thì nó cũng tương đối rất là diện tích rất là ok ha, diện tích rất là rộng luôn nè. Đó thì ở khu vực này quý anh chị có thể là bày biện những cái gì quý anh chị mình thích ha, thí dụ như là bộ ghế sofa, tivi này nọ kia. Còn bên đây là chủ ngày xưa chủ cũ là có chơi cá kiển nha quý anh chị, cho nên là cái phần này là chủ còn để ở đây chưa có đem về ha. Đó, còn ở khu vực này thì quý anh chị có làm việc công sở hay này nọ kia, có một cái bàn làm việc, mình để một cái bàn làm việc ở đây thì có cửa sổ này, mình mở cửa sổ ra thì không khí rất là ok ha. Đó, đây là vị trí phòng khách. Và trên cái trần nhà đó, họa tiết rất là đẹp nè, và có một cái đèn chùm trên đây rất là ok ha. Rồi, đó là chu vi của phòng khách ha. Bây giờ Tâm sẽ xuống cái ở khu vực nhà này mình thì có hai phòng ngủ nha quý anh chị. Đây, phòng ngủ đầu tiên đây. Thì phòng ngủ á, là cửa kính cường lực và cửa nhôm nha, là nhôm nha. Đó. Tương đối là cái phòng này khá là rộng nè. Thì với căn nhà này á thì Tâm thấy là hai phòng ngủ ha, cho nên là gia đình nào mà có tầm khoảng 4 người thì về mua căn nhà này ở thì rất là ok, hoặc là mình mua mình cho thuê lại. Thì dao động ở cái vị trí cái căn nhà này, nếu mà thuê một tháng á, thì phải dao động tầm khoảng 3 triệu nha quý chị. Tầm khoảng 3 triệu một căn nhà như thế này ha. Rồi, đây là phòng thứ hai. Phòng thứ hai thì cũng như giống như phòng thứ nhất ha. Đây, rất là ok. Rất là sạch sẽ luôn, thoáng mát ha. Rồi, Tâm sẽ dẫn quý anh chị mình vào cái phòng 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 khách nè. Xin lỗi, phòng bếp ha. Thì ở khu cái căn nhà của mình á, là chủ dán gạch hai bên tường á, lên tầm khoảng 1m6 nha quý chị. Đó, tầm khoảng 1m6 nha. Đó, cho nên là tránh cái tình trạng mà có trẻ nhỏ thì dơ ha, cho nên là chủ đã dán gạch lên 1m6 cho nên là rất là sạch sẽ. Quý chị có an tâm về phần này ha. Còn ở đây á, là phòng bếp á, thì những cái tủ để mà trưng bày về cái phòng bếp này á, thì chủ làm bằng gỗ nha quý chị, bằng gỗ hết. Đó, thì với cái phòng bếp này quý chị về có thể mình tiết tấu, mình hỏa tấu, mình để bếp ga rồi nồi cơm điện hay bếp từ vân vân. Đây có rất là nhiều ổ điện quý chị, đây có rất là nhiều ổ điện nè. Đó, về mình muốn như thế nào mình làm ha. Đây, ở chỗ này thì mình để có thể mình để tủ lạnh nè, mình để tủ lạnh rồi máy giặt cũng được ha. Rồi, đây là cái phòng đây là sân sau nè quý chị. Sân sau thì ở khu vực này thì chủ đã làm hai cái vòi nước để cho mình giặt giũ hoặc là mình rửa chén rửa bát này nọ kia ha. Đây là cửa sắt kính cường lực. Còn phía bên này là toilet nha quý chị. Ở đây thì có một cái cầu thang bước lên trên cái tầng trên này ha. Ở đây không phải là tầng trên mà cái đó là ở trên đây là có sử dụng cái bồn nước này. Thì ví dụ như mà quý chị về mình xài mình sử dụng bồn nước mà có nghẹt á, thì mình có thể mình bước chân lên cái cầu thang này ha, rồi mình mở cái này lên, rồi mình leo lên trên cái tầng trên đó ha, để mình coi cái bồn nước ha. Đó, rất là ok ha. Đây, tủ rất là sạch sẽ luôn. Rồi, tóm lại là căn nhà này thì gồm có một sân trước, một phòng khách, hai phòng ngủ, phòng bếp, sân sau, rồi có một cái cầu thang lên trên bồn nước nha quý anh chị. Thì từ khu vực vị trí căn nhà này mà bán kính tầm khoảng chừng 800 đến 1 km thôi, thì có tất cả các tiện ích ở ngoài đầu đường tỉnh lộ 85A như là vật liệu xây dựng nè, và điện máy xanh, bách hóa xanh, trung tâm hành chính xã vân vân, rất là nhiều tiện ích ở đây ha. Còn từ cái khu vực vị trí nhà này mà đi về Bình Chánh nè, đi về chợ Cần Giuộc thì vào độ tầm khoảng chừng 10 phút, 10 phút thôi, thì từ đây mà ra Cần Giuộc thì tầm khoảng 2 km thôi. Rồi về chợ Bình Chánh á, thì vào độ tầm khoảng 15 phút. Về quận 5, quận 6, quận 7, quận Tân Bình thì vào độ tầm khoảng 17 đến 18 km nha. Đó, rất là gần. Và cái giá chủ đưa ra là 1 tỷ 450.
Thì cái giá này còn bất lọc cho quý anh chị mình về mình mua để mình có thể là mình đầu tư lại hoặc là mình ở cũng rất là ok ha. Rồi bây giờ Tâm xin nhắc lại về cái diện tích và về cái giá một lần nữa cho quý anh chị mình nghe nha. Tổng diện tích của căn nhà này là 93 mét vuông và được chủ xây full đất luôn. Một căn nhà nóc thái cực kỳ đẹp, còn mới tầm khoảng 97 đến 98%. Và hướng nhà của mình là hướng chính bắc nha. Đó, và cái diện tích thực tế căn nhà này là ngang 5 và dài là 18m6 ha. Tổng diện tích là 93m. Đó, và cái địa chỉ nhà mình đây là ấp Lộc Hậu, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý chị. À, và chủ gửi Tâm bán với cái giá, một cái giá rất là yêu thương và cái giá rất là cực kỳ là rẻ trong thời điểm hiện nay luôn. Giá là 1.450 tỷ cho quý chị mình về đây mình mua mình ở ha. Quá đẹp. Thì với giá 1.450 tỷ thì còn bớt lọc nha quý chị. Và khi quý anh chị về mình xem nhà rồi á thì Tâm sẽ cho quý anh chị mình trực tiếp nói chuyện với chủ về giá luôn. Và sau khi chốt một cái giá nhất định rồi thì chủ sẽ lo mọi toàn bộ hồ sơ chi phí giấy tờ thì mình ra công chứng luôn, không tốn một phí nào nữa cho quý anh chị an tâm ha. Thì ở đây Tâm quay á là nói chung là giá thật, cho nên á là cứ giá đó về làm việc thôi, chứ không phải là cái giá này là giá trả trước rồi về mình trả theo quý, mình trả này nọ kia ha. Nói chung là trực tiếp với chủ luôn và cái giá đưa ra là cái giá, một cái giá chính xác. Quá đẹp. Rồi bây giờ Tâm xin kết thúc clip tại đây nha. Quý anh chị xem video mà cảm thấy hay và hữu ích nhớ like và đăng ký kênh giúp Tâm chia sẻ một lượt ha. Còn quý anh chị xem mà cảm thấy thích căn nhà 93m2 này với giá 1.450 tỷ thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại Tâm để góc trái màn hình, và số điện thoại Tâm là 0937629679 hoặc xem dưới phần mô tả video Tâm luôn ha. Còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn lại quý anh chị vào những video tiếp theo, mang đến cho quý anh chị những sản phẩm mới với giá bất ngờ để quý anh chị tham khảo và đầu tư. Còn bây giờ Tâm xin chào và hẹn lại.